Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Kênh đấy. Đây là máy của game thủ anh Huy với các ai cầm cho Son quả đầu 6 cây. 7 cây xin lỗi các bạn. Đây là máy của chú Tếu đầu cánh với bài Greg quả đầu cũng xấu, 6 cây thôi. Đây là một quả đến từ game thủ Cholan Tếu. Cú thóc cầm Egypt. Một mỏ quả đầu, làm vòng đi dò. Idol cầm cho Son kìa. Tránh An Phú nhá. Giải 44 á. Em thì thấy là sắp tới chắc là cũng sẽ có giải 44 á. Tạ Văn Đi đầu cánh sẻ trận này lại tắt mồ hôi rồi. Này anh nói hơi khó chịu anh Tú ơi. Này nó nghiến răng nó chém cho bây giờ. Thôi xem máy của em Huy tôi. Đang soi tham thể đầu để xem có ông nào chậm dân hay không. Tất cả đều để dân nhanh. Tránh đỡ với cảnh nhá. Trận này em đặt cửa FBS win anh em ơi. Tại vì thiếu một quả nữa thôi. Rồi bây giờ sẽ đưa voi về. Rồi, hiệu đầu hai voi đây rồi. Đi nốt một quả nữa và tìm cánh rừng nữa anh em ạ. Vâng, tiểu bảo vệ bài ba voi đầu cánh rồi. Hai nhà đầu cánh ra bài có vẻ đang tươi tươi đấy. Dịn gió, không khóc phi đôi mất con hiệu. Chim sẻ, yêu đầu đưa về, 5 con. Sang giữa nhà đây. Giữa nhà đầy rừng, bài sẻ mắc binh rồi. 3 rừng A, ok, khóc rừng A. Mười lăm trên 20, bài đấu đang có hai hiêu, hai quả, một voi đến từ đủ chim sẻ, hai quả phụ luôn ở giữa nhà có một quả kìa. Huy báo về đã đủ đồ. Còn đây là chim én đầu đến từ đủ chim sẻ, bài sẻ thì đẹp rồi. Đây xì này rất là ok là. Đây kia thì có một con pơ, một con ngờ rách, đáng dùng rồi đấy. Chỗ kia thì có thể S2 nhân đôi này. Không đủ đồ chưa? 7-4 tặng Hải một nồi chó om. Đang thèm mưa gió này nhưng mà hôm nay mùng 1 nên không ăn thịt chó anh ạ. Đây. Rồi tệ cũng cho rồi. Thế thôi sẽ ăn hai quả cho khỏe. Kệ khóc. Đâu? Đây rồi. Khóc nhìn cho em. Câu đi, tí anh chị cho. Em đi vào mặt giữa nhà em rơi kiểu đâm thẳng với 9 giờ thấy. Nào cho nhìn lại cái nào, đây rồi. Ngay gần nhà khóc luôn. Đây đây đây, đây đúng rồi. Lệch lệch giữa bản đồ một tí tí thôi. Có thể nhận vào mùng 2 à? Ok anh. Tú 7-4 là cũng càng phết. Dịch ra giữa bản đồ một tí. Đấy đúng rồi. Ngay trên con dốc này, ngay trên con dốc bên dưới giữa bản đồ. Đấy đấy. Đấy. Gặp. Chưa thấy à? Đưa con voi này về, con voi thứ 3. Đây rồi, một quả đã được nhìn thấy. Dừng ai chưa? Con dân ít máu đưa đi. À dân đầy máu đưa đi. 8-37 với 26 dân đến từ cú thóc. BG ăn quả phụ được tiểu chỉ cho. Ok Đắc Việt ơi. Đeo vi sứt. Yêu voi quả tùm lum. 25 dân. Quả đầu hơi xấu nên đây bài đấu cũng chưa phải là nên đời quá đột biến đến từ cái thủ anh Huy. Nhưng mà nói chung là đánh được. BL, BM. Egypt lên sớm nhất à? Nào. 7 dâng nhá, Greg dâng nhá. Dâng chết dân, em lại một dân cũng chết à? Mày cũng chết đúng chỗ đấy đúng không? Vậy là cả 7 cả khóc đều chết dần. 8 đầu cánh rồi. Đầu cánh tệ ô.
Ô 7 một dân đóng nhà thôi. Tiểu đang cơ cấu ăn vàng, bò vàng luôn không? Giò đã có để đi luôn. Xẻ đánh cung ở nhà đi, anh em cứ đòi xem máy xẻ ở đây. Đang cơ cấu đóng nhà điều kiện. Kín nhà rồi, chỉ có kín đời rồi, có tê rồi, em bò nhà. Có 5 đầu cánh huy. Đâu? Đánh phù ông pơ này luôn. Ai chả? Tham lai là 26 đi, anh Huy đang đứng dò thủ với Pơ. Cầm giáp rồi, chơi nó đi. Xin cái tội. Ai Pơ này có vẻ không quá đột biến đúng không em? Tám 25 dân chưa đào vàng lên sớm nhất lại chưa đào vàng. Hơi dị nhỉ. Bảo 8 đánh cung. Huy cần phải ép gỗ để tí nữa đắp P. Đây đây, hôm sáng em bản đồ 7 giờ 7 rưỡi. Đây rồi, Xiên L2 đến từ game thủ Chuan An Tễu. Pơ đã lên đời. Và Greg dâng L chéo cho hai cung ở cánh của Tễu và Khóc. Đây là Baby trong cánh. Huy cầm cho Son đã bắt đầu có P để chơi lại món hoa của người cầm Pơ. Đội bạn kéo lại đà về kê luôn. Rất tỉnh tới từ người cầm món 5 cùn mết truy mệnh. Đây ăn bầy hươu lên luôn. Ông ấy có 6 đóng được có 2A thôi. Nhanh chóng giải quyết tân dân đồng hàng nó nào. Không được. 3 lạc đà đứng kê luôn. P2 trước đi. Đúng rồi. Một thằng đánh cánh này thôi, 2P luôn vào mồm luôn. Tân dân đóng em, mỏ vàng cho nó làm vàng chưa. Rồi ok. Ăn thêm bầy hiêu nữa. Xin phù ra chơi một ngày. Bơ này chắc kiểu ăn hoang bơm đồ chứ nó vít cũng không nhiều lạc đà quá đâu. 3P luôn đấy anh Huy. Chú ý cho để một P nâng công nghệ nha. Cái P gần mổ nâng công nghệ được vì nhốt đơn phù đấy rồi. Nó bỏ vàng, không ken được. Rồi, lên. Chạy đi. Xin con. Một thằng chui hốc, một thằng đánh có 2A thì nó không có dân đâu. Huy đang sắp đều P. Và đang bị ốp 2P bên ngoài. Đừng xin 2P đấy nữa, đóng P mới luôn ông. Nó ăn thêm vàng. Ok, không, đồ đông làm đây, chụp con đây. Xẻ ra cứu P, sợ gì ạ. Phù em ơi, Huy. Phù con ít máu làm gì. Tham lai là 46 đến từ chim sẻ. Bắn cái thằng Greg ấy. Tham lai là 50. Mọi người đủ chim sẻ. Ai gì ở lạc đà để cứu P cho Huy. Rồi cái này thì nói chung là vẫn sẽ thắng thôi. Bởi vì một người đánh phù, phù. Và đây là Huy với tham gia là 32. Phù tiếp. Ok, Khóc vừa chăn được 10 dân vào 7. Nói chung là bên kia, hai cung kia sẽ không thể nào khỏe bằng sẻ được. Hai cung kia sẽ không thể nào khỏe bằng sẻ. Nhưng mà quan trọng là Khóc phải tụ được quân. Đây máy thủ chim sẻ bây giờ tầm này khỏe lắm rồi, mắc binh rồi. Cho vàng đây. 1-1. Tham lai là số là 60. Như bài đấu này, bài Pơ này nó tích đồ nó bơm đi. Nó cũng không dám vít nhiều lạc đà bởi vì đánh 3P rồi. Bơm vàng 1-1 đi anh em ơi. Hàng chém không hôm nào bơm này cay thế nhỉ. Bắn rồi. Đi chỗ khác đi. Bơ fit rồi đấy, em vào trong quản tìm thằng 7 đi. Hai cung nó đông đấy. Đây là máy của Tễu. Tễu tham lai là 28 và đang bị màu 8 đẩy rồi. Tễu tích được một tơn chém khá là đông. Và đi ăn hoa. Chuyển sang chế độ đó chính là loang quang. Không chơi chế độ co cụm nữa. Đây là cú thấp với tham lai là 21 thôi. Cố gắng túc, tích quân. Đã lên cái gỗ 2 rồi, đội bạn đã đốt A đi dâng của Khóc. Tham lai 21. Nó sẽ ốp, chắc chắn ốp luôn. Nó đang đốt A xong ốp. Thằng Pơ còn 3 lạc đà ở đây thôi. Bơm vàng cho sẻ đi kìa. Thêm bầy hiêu ăn hoang nữa. Bơm rồi. Đây là máy thủ chim sẻ và chúng ta sẽ đứng quân ở mặt nhà. Đây rồi, Greg đây rồi. Tầm này thì sẻ sẽ đứng quân lệch về phía nhà của người cầm màu 3. Không được khóc. Cái gì? Khóc thăm 21. Đang đi quản. Đi vào sát mẹo đồ xem nào. Thỉnh thoảng thúc nhà 6 phát. Rồi bạn đang đốt nhà à, em ốp đâu. 44 dân tới cơ bóng 8.
Rồi, nâng cái bản đồ lên. Huy đang chạy về đấy đây. Tham Lai là 88. Đây là Khóc và Huy Sức đang công nhà màu 6. Vẫn chưa thấy ốp nhá. Thằng 6 đánh khỏe lại nhà rồi, nó không ốp rồi sao ấy. Em phải giữ dân mà hồi đi Khóc ơi, không đi chạy về hẳn bên nhà trẻ mà hồi. Ừ, chạy về nhà Huy cũng được. 23. Kìa Khóc cho Tễu chăm gỗ kìa. 4, rồi. Đây là sẻ Tham Lai là 94. Có đào vàng không? 7 nhiều chém, siêu đông chém kìa. Huy vừa thấy chém rồi bạn, sao vừa phú đi kìa. Vâng, nhiều bóng về màu 6 đào vàng, đó chính là Hưởng. Hưởng cầm baby. Đây, bắt chém nó đi kìa. Phù đi, đấy. Đống chém rồi đấy kìa, phù đi. Khóc bắn, Khóc bắn. Nhà Khóc, quay lại. Và giải E đến chim trẻ, bắn đi, bắn đi, 7E thôi. Bắn bớt chém 98 thì đồng quá. Đồng chung còn. Ở đi, ôm đi. Bày hiệu giữa bản đồ. Đấy, ở đấy luôn. Kìa, gặp 8 kìa, sẽ gặp bên dưới dốc này. Đấy, đang vào 8 đây anh ơi. Đang ốp 8 giờ. Em có vào ngoài 6 giờ, kiểu gì thằng 6 sang cứu thôi. Gặp kìa. Tân sau nó móc vào, à tân sau nó bọc hậu kìa sẻ. Bắn đi Khóc. Vâng, ốp màu 8 của nghiệp thủ xeo măng. Bây giờ măng hưởng chủ lực màu 7 đang vào nhà của sẻ. Huy có phù ở gần nhà sẻ không? Có bản đồ chưa? Nằm ngoái kìa, Khóc chạy dân kìa. Rồi, đang ốp vào nhà của màu 8. Tham Lai của nghiệp thủ chim sẻ đang số 118. Huy đảo đi em ơi. Vì trận này gặp cho son đánh 3P đang phủ rất nhiều lạc đà của đội bạn. Chúng ta đang mất tay. 2 8 chuyển không A. À 6 chuyển A thôi. Đang đảo. Bắn đi kìa Khóc ơi. Thằng 6 cũng A kìa. Đây sẻ đang đào vàng đây rồi. Tham Lai là 122. Bây giờ thì Khóc sẽ nhận đồ của Huy Sức để có thể nở lại. Ok ngon. Đây, đang tập trung ốp 8 đã anh em ơi. Ốp 8 thế này sẽ kích 4 sớm thôi mà. Đợi tí. Tham Lai ở số đó chính là 130 đến từ cái thủ chim sẻ. Rất là khỏe với cái bài đấu này rồi. Và sẽ đào vàng kích 4 luôn. Ca đã thiết kế. Nó không gì ngoài nữa đâu rồi, hết rồi. Huy nó phụ hết rồi. À, vẫn còn là mấy con chém mô 7 loan quang đây thôi. Rồi kích 4 đi. Kích. Ok. Đây là máy của game thủ anh Huy. Huy đầu cánh Tham Lai 50 rồi. Chuyển sang chế độ bơm đồ tránh giải phù bắt quân đội bạn thôi. Không phải sóc quân nữa. Bây giờ bơm đồ phù lạc đà đi đánh nhau đây. Đấy, bắt nốt lạc đà 1 năm đi. Bơm đồ cho Khóc đi em ơi. Có bao nhiêu nhồi hết luôn. Để ông đã bắt đầu phát hiện ra người cầm 17 cũng lên 98. Ái à, xà. Để con cụm lần mò này cấy nhá. Chuyên gia giúp nách. Cũng lên 98 đã bị tóm. Tiểu thượng nhồi ông Khóc nhá. Bấy nhiêu thôi. Đây là máy của cái thủ chim sẻ. Tầm này sẽ lên 4 và chuẩn bị có hot rồi. Huy chú ý bắt mấy con lạc đà 2 đi. À tầng 5 đi. Vừa đi qua ơn phủ em xong anh. Sẻ vừa gặp công an 16 đấy nhá. Rồi, thêm ruộng. Bên kia vẫn chưa ai lên 4. 57 dân đến từ Hưởng và sẽ đi đánh Hưởng một tơn. À, ôm 6 tơn đi. Rồi, ôm vào nhà 16 tơn này. Lên đời 4 xong đến cái đội chim sẻ. Đây là BM, nâng công nghệ nào. Tầm xa, tắm chặn. Khóc, à, màu 6 vừa mới lên 4. Đây là Hot Baby, ta là Hot AC. Nâng nốt cái đào vàng nào. Thêm ruộng. Ông Nga đang kéo về thủ mặt này.
xẻ nhồi nhồi nhá, cắt tí rồi nữa. Đi rửa lên chim sẻ cũng khỏe quá. Đây, bán hộ cho, có hai con lạc đà vậy kìa. Ừ, lên rồi, đấy rồi. Năm vẫn còn tham kìa. Có gì thả lại nhà năm chứ Huy. Nó vẫn còn có lạc đà ở ngoài. Có lạc đà bên chú, à đây rồi, đồng đội. Rồi, hốt 1.6 rồi, đây là hot rồi bạn. Đi ra thì nó mới vào được, em chặn nó lối vào nó rồi. Năm nhiều lạc đà lên đấy nhá. Ok 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 ok. Vào đây vào đây vào đây vào đây vào đây. 8 chắc cũng lên 4 luôn đấy. Không à. Đang bắn rồi. Hot đang lên. Rất nhiều hot đấy, mình chim sẻ tạm 260. Sẻ ơi, thừa thịt bơm cho con khóc đi. Đấy, sắp mạnh lên em ơi. Bao dân rồi lại kích 4 rồi. Ok. Đấy, Huy tế bơm vàng cho nó kích 4 kìa. Đây là mặt máy của game thủ Trôn An Tễu với timeline 21 bật quả lại. Vì sức timeline là 45 cơ, cũng siêu khỏe rồi. Dân hưởng kìa. Nó đi ăn vàng đấy, đi quản vàng mặt này của nó đi em. Để thằng năm ăn vàng kia. Lao. Rồi đây là máy của Cú Thóc với timeline là 55, kích chưa? Thì thịt màu 3 kìa. Chưa thấy ai bơm. Ít thế, ông đã đủ vàng đâu, ông thò vào ông kích 4 thì đúng rồi ạ. Vàng thì chưa đủ. Thôi kệ này đi, thôi xem trẻ này, thằng clip 7. Ông Lam đi quản vàng hiệu quả quá anh em ơi. Đây rồi, màu 8 đây rồi. Cái gì đấy? À, có chắc có mà nó phọt ra lửa, giận mình rồi, màu 8 bắn ra lửa rồi. Đây. Rồi đấy, khỏe đi. Tèn 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 chưa? 8 lên 4 rồi sao kìa. Các bạn đang quản vàng cái rát quá. 6 đăng kê, 8 sẽ đang cầm hot AC đây. Mà sẽ có AC lên 4 ngay sau tuần này thôi. AC hot baby làm đôi AC mình như nhau. Bắn luôn tầng 7 kìa. Cái gì đây? Phải yeah. 6 đang đi quản vàng khá gắt ở mặt 3 giờ. Ở đây là một mỏ vàng đôi. Tóc sẽ được bốn đánh đạp đôi rồi. Chủ động ăn nhiều gỗ lên em ơi. Nhớ ruộng đây trẻ ơi. Xèo xèo ở đây chết tôi. Sáu đông hot nhờ. Nghe đấy. Nghe ra phủ hot, sáu phủ ở cung A đây rồi. Nice. Tạm quay đầu nhanh thật. Còn rất nhiều hot bên trong mà sẽ chưa đẩy ra. Rồi chiếm lại được hai mỏ vàng này. 82 đang lên công nghệ được khóc, nâng đầu máu chưa? Còn có lạc đà 12 giờ cho ra ngoài đi Huy ơi. Bung ra ngoài gỗ đến người thủ của khóc. Đạp đôi, bóng dần bên L đi. 1.500 gỗ rồi, ở đây rồi, rất nhiều L đây rồi. Kinh đạp đôi, vàng em ơi, mỏ 3. Rồi nâng chặt gỗ. Đủ luôn. Bo đường đi quân thì sẽ rồi 8 bị lọt nhà rồi. Màu 8 vừa lên 4 và đang đóng BL. Khóc đã lên 4 xong. Nó cũng sẽ đạp đôi. Nhưng màu 8 cái này hết lực. Màu 6 cũng cố lực. Ôi lọt tận đầu thế. Ờ thế chết luôn rồi. Win rồi. 5-4. Sẽ nâng xịt đào vàng 2 á. Kiểm tra lại này. Đó hết rồi mà. Còn win rồi và tỷ số là 5-4 cho chúng ta anh em ơi. Ok, hay quá. Và sau trận đấu này thì các bạn có thể nhìn thấy là Sẻ cầm chủ lực nó khác với Huy Sứt cầm chủ lực như thế nào. Khác quá. Tỏ vãi trưởng. Cực kỳ khỏe đấy, chim Sẻ. Và ta cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Sau đây anh em ơi, trận thi đấu thứ 10. Chờ đợi trận 10 ngay sau đây anh em nhé. Trận 7 anh ơi.